Đề văn năm nay khá dễ. Đây là đánh giá của rất nhiều học sinh tại điểm thi này. Nhiều học sinh dự đoán là họ sẽ đạt từ 7 đến 8 điểm với đề văn này. Trong đề văn năm nay thì có đề cập đến vấn đề về dịch bệnh Covid-19 với những xáo trộn và hỗn loạn trong xã hội trên toàn cầu. Đề thi năm nay thì em thấy dễ hơn mọi năm, tại vì câu 1 thì nó còn cho học sinh lựa chọn nữa, nó không có ép buộc như mọi năm. Cũng không có ngoài dự đoán là nó cũng nói về đại dịch Covid và những gì nó mới mẻ, nó mang tính thời sự lần này. Đề thi ngữ văn năm nay có cấu trúc quen thuộc với hai phần là đọc hiểu văn bản và làm văn. Phần làm văn đưa ra 3 văn bản thuộc 3 tác phẩm để từ đó các thí sinh lựa chọn và thực hiện một trong hai đề bài đưa ra. Theo đánh giá của một số thầy cô, cách ra đề này rất tinh tế và phù hợp với bối cảnh vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bên cạnh đó, các vấn đề đặt ra trong đề cũng mang tính gợi mở, không áp đặt thí sinh. Đây là một đề rất hay. Hay từ cái chỗ là đề đã thực hiện đúng cái ma trận từ một cái chủ đề và xuyên suốt trong toàn bộ những cái phần câu hỏi chỉ là xoay quanh một chủ đề. Rất nhiều sự lựa chọn cho học sinh để các em có thể làm bài. Buổi chiều cùng ngày, các thí sinh tiếp tục làm bài thi môn ngoại ngữ với thời gian 60 phút. Theo nhiều phụ huynh, đề văn hay và nhẹ nhàng buổi sáng đã tạo tâm lý thoải mái và hưng phấn cho thí sinh trong bài thi buổi chiều. Tôi thấy đa số là các cháu ra, các cháu đều rất là phấn khởi. Coi như là cảm thấy là tự tin cho bước vào hai cái môn ngoại ngữ chiều nay. Tạo một cái tâm lý rất là tốt cho các cháu thì các đề sau chắc là có lẽ là chắc là sẽ tốt hơn thì tâm lý nó vững vàng hơn. Bài thi ngoại ngữ được các thí sinh thực hiện trực tiếp trên đề thi. Theo một số bạn, đề thi năm nay bám sát các đề thi năm trước, không quá khó. Học sinh trung bình có thể đạt từ 6 đến 7 điểm, học sinh khá giỏi có thể đạt trên 8 điểm. Em thấy đề thi năm nay thì nó dễ hơn năm ngoái khá là nhiều. So với năm ngoái thì ít nhất là phải dễ hơn 3 điểm. Trong buổi chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong ngày đầu kỳ tuyển sinh năm nay đã có hơn 500 thí sinh vắng mặt. Sáng mai các thí sinh sẽ thi môn chính cuối cùng là môn toán. Buổi chiều là các bài thi môn chuyên, môn tích hợp dành cho các thí sinh đã đăng ký thi vào lớp chuyên, lớp 10 tích hợp.